Chào bạn, đây là Chợ Lớn. Hôm nay tôi hướng dẫn cách xác định, tìm ra ý nghĩa của các cái tên. Chúng ta biết rằng tên tiếng Việt viết bằng chữ Quốc ngữ thường thường dính cái hiện tượng trùng âm dị nghĩa. Do đó, để xác định một cái tên, chúng ta cần phải có cách. Ở đây tôi trình bày cách xác định tên với từ điển Hán Nôm. Đây là từ điển Hán Nôm. Hôm nay chúng ta muốn xác định một cái tên. Chúng ta sẽ đánh cái tên tiếng Việt vào đây. Ví dụ Trần Văn Minh. Để biết Trần Văn Minh nghĩa là gì, thì chúng ta sẽ dùng cái cách tra. Tra từng chữ. Ở đây ta tra chữ Trần. Thì từ điển cho chúng ta 10 kết quả. Đây là 10 kết quả, tức là 10 cái chữ viết dạng hình vẽ nhưng có cùng một âm đọc. Ta có thể khảo sát ý nghĩa của từng chữ. Như chữ Trần này có nghĩa là cũng như chữ trấn, có bộ thổ. Chữ trần này là lâu đài, xem chữ điền với chữ trấn. Trong chữ trần này thì người ta cũng dùng bộ thổ để chỉ nghĩa. Đây là cách viết bộ thổ. Kế bên là chữ chân, chỉ âm đọc. Tương tự, chúng ta khảo sát chữ trần này. Đây là chữ trần, cũng là bộ thổ, nhưng nghĩa của nó là bụi bặm, là trần tục hay là nhơ bẩn. Và đây là cách viết của nó. Nếu ta muốn hiểu rõ ý nghĩa của chữ này, ta có thể tra cái từ điển trích dẫn. Đây là giải thích ý nghĩa của chữ đó. Từ điển của Thiều Cửu, từ điển của Trần Văn Chánh, tức là một chữ sẽ được giải thích rất rõ. Đây cũng là chữ trần. Nó có nghĩa bụi bặm, trần tục, nhơ bẩn, nhưng mà là dạng giản thể. Ở trên là chữ tiểu, ở dưới là chữ thổ. Bộ chữ này là chữ tiểu và đây là cách viết. Tương tự, ta cứ như vậy, ta sẽ tìm ra những chữ đồng âm, những chữ có hình vẽ khác nhau nhưng cùng đọc là âm trần. Trong chữ trần này thì người ta dùng cái bộ phát. Ý nghĩa của nó là sắp bài ra cho có thứ tự. Chữ trần này thì có bộ thảo. Đây là bộ thảo. Nghĩa của nó thì ta xem trong hai cái từ này. Trong chữ trần này thì ở trên là chữ trần, ở dưới là bộ trùng. Cái là bộ trùng thì chỉ nghĩa nó là một loại côn trùng. Đây cũng là chữ trần. Chữ trần này dùng bộ túc. Túc là cái chân. Ý nghĩa của nó sẽ tìm được trong chữ tập tễnh, lò cò, nhảy nhót.
Nó liên quan đến với cái chân. Còn chữ trần này là chữ giản thể, nghĩa của nó là xếp đặt bài biện cũ kỹ lâu năm, và cũng là họ trần. Như vậy cái họ trần là chúng ta phải dùng chữ trần này nếu viết ở dạng chữ giản thể. Còn đây là chữ trần, là cái chữ mà chúng ta muốn tìm. Nó cũng có nghĩa là trần, là xếp đặt bài biện trần tình đó, cũ kỹ lâu năm, và nó cũng là cái chữ của cái họ trần. Bên đây là cho chúng ta thấy cách viết của chữ trần. Nghĩa của nó trong cái từ điển trích dẫn nghĩa của nó trong từ điển thiều cổ nghĩa của nó trong từ điển Trần Văn Chánh. Ở đây chúng ta thấy nhà Trần từ năm 557 đến 589, đó là những chữ đồng âm, tức là có cách viết khác nhau nhưng cùng đọc là âm trần. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã xác định được cái chữ trần là cái họ, không phải là trần là bụi bặm trần tục. Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu tới chữ văn. Văn thì cái từ điển nó tra ra là có 18 kết quả, tức là 18 cái cách viết khác nhau, nghĩa khác nhau mà cùng đọc âm là chữ văn. Như vậy thì chữ văn của chúng ta là chữ văn nào? Đây, bạn thấy đây là những chữ văn từ điển tra tìm được là 18 kết quả. Ta có thể lần lượt khảo sát. Đây là chữ văn có bộ sam. Bộ sam nghĩa của nó là gì? Là màu sắc đẹp đẽ, xanh đỏ lẫn lộn. Từ điển của Trần Văn Chánh là màu sắc đẹp đẽ, xanh đỏ lẫn lộn. Từ điển của Nguyễn Quốc Hùng là đẹp đẽ, văn xanh, vàng đỏ lẫn lộn. Đây cũng là chữ văn. Từ điển là văn, là vẽ. Đây là cách viết chữ văn: chấm, ngang, hai gạch chéo. Dĩ nhiên muốn đọc kỹ thì chúng ta sẽ tra từ điển trích dẫn. Một chữ thôi, nó có rất là nhiều nghĩa. Từ điển ở thiều cũ, từ điển ở Văn Chánh, từ điển Nguyễn Quốc Hùng. Tiếp tục thì chúng ta sẽ nhìn thấy chữ văn. Đây là chữ văn có bộ quả. Bên đây là bộ quả và đây là cách viết. Một bên là bộ quả, một bên là chữ văn. Nghĩa của nó là gì? Là hầm, hầm thịt đó, hay là ninh, ninh thịt. Trần Văn Chánh cũng có nghĩa như vậy. Như vậy chữ văn của chúng ta không phải là chữ văn này. Này là chữ có bộ quả liên quan đến vấn đề nấu ăn. Chữ văn này á, thì một bên là bộ ngọc. Đây là chữ giống như chữ vương vậy đó. Thật ra người ta đơn giản bỏ bớt chấm. Đây là chữ ngọc. Cách viết chữ văn, người ta viết bộ ngọc trước, rồi sau đó ghép với cái âm chữ văn.
Thế thì nghĩa của nó là gì? Nghĩa của nó là một thứ đá đẹp, bởi vì ngọc là một loại đá. Cũng như là chữ mông vậy. Một âm nữa là văn. Vẫn, vẫn của ngọc, vân của ngọc. Tiếp tục thì chúng ta sẽ hiểu rõ những chữ khác có liên quan đến với chữ văn. Chữ văn này thì nó có bộ mịch. Mịch là cái tơ lụa chỉ rồi đó. Đây là chữ mịch. Mịch đặt cái chữ văn, đọc là chữ văn. Nó có nghĩa là đường nét hay là vết hay là cái vằn nếp nhăn. Đây là cách viết. Tương tự, chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả các chữ có âm đọc là chữ văn. Ở đây thì bạn thấy là bộ mịch kết hợp với chữ vân là mây, đọc là chữ văn, và nghĩa của nó là màu sắc rực rỡ. Bạn thấy không? Và chữ văn mà viết như thế này thì có nghĩa là màu sắc rực rỡ. Đây cũng là chữ văn. Bộ cũng là bộ mịch. Cách viết. Đây là chữ văn giản thể. Cái bộ mịch người ta viết giản thể lại cho nó gọn. Nghĩa của nó vẫn là cái đường, cái vết vằn hay là cái nếp nhăn. Cứ tiếp tục là chúng ta sẽ thấy có rất nhiều chữ cùng âm đọc. Đây là chữ văn, một bên là chữ môn, ở giữa chữ môn là chữ nhĩ, nhĩ là cái lỗ tai, môn là cái cửa. Nếu mà chữ này thì lấy bộ là người ta sẽ lấy bộ là cái chữ nhĩ. Văn ở đây là gì? Là nghe. Đó. Nghe. Văn là nghe. Dạng chữ cụ thể. Đây là cách viết. Chữ văn viết bộ môn. Ở ngoài người ta viết bộ môn trước, môn là cửa. Ở giữa người ta để chữ nhĩ là cái lỗ tai và có âm đọc là văn. Muốn hiểu rõ nghĩa hơn thì chúng ta tra từ điển, trích dẫn, ta tra từ điển Thiều Cửu, ta tra từ điển Trần Văn Chánh, ta tra từ điển Nguyễn Quốc Hùng. Bạn thấy tư liệu rất là phong phú. Tiếp theo ta có chữ văn mà ở trên là bộ thảo. Ở đây người ta lấy bộ thảo ghép với chữ văn và đọc là văn. Nghĩa của nó là mang văn là hỗn độn. Mang văn có nghĩa là hỗn độn. Bạn thấy không? Cũng là chữ văn mà cách viết của nó khác và dĩ nhiên nó có nghĩa khác. Đây là chữ văn, ở trên là chữ văn, ở dưới là chữ trùng, nghĩa là ở đây là chữ, trong chữ văn này là bộ trùng. Nghĩa của nó là gì? Xưa dùng làm chữ văn, đó là con muỗi, nó là con muỗi. Chữ trùng viết ở dưới chữ văn, và người ta cũng lấy chữ trùng đặt kế bên chữ văn và nó cũng có nghĩa là con muỗi. Văn có nghĩa là con muỗi. Nếu chúng ta không tra từ điển, chúng ta không thể nào biết được chữ văn lại có nghĩa là con muỗi, trừ những người qua thì họ biết. Chữ này tiếng Quảng Đông đọc là manh, manh là con muỗi. Còn tiếng Quan Thoại đọc là quẩn, quẩn cũng là con muỗi. Tiếp theo, thì chúng ta thấy cách viết là chữ văn ở dưới là hai chữ trùng, trùng là những cái loại côn trùng. Nó cũng có nghĩa là con muỗi. Có lẽ người xưa ghét muỗi lắm, thành ra chữ muỗi nó có nhiều cách viết, nhưng mà chủ yếu trong đó là trùng là nghĩa. Đây cách viết khác cũng chỉ con muỗi, ở trên là chữ dân, vân là dân chúng,
Nhưng mà nghĩa chính nằm ở chỗ bộ trùng, hai con trùng. Đây cũng là chữ văn. Chữ môn đi với chữ nhật ở dưới là chữ văn. Nói về bộ thì nó là bộ môn. Đó. Thì nó cũng có nghĩa là như chữ văn này. Đây cũng là chữ văn. Cũng là bộ môn, nó là tên đất. Ở ngoài là bộ môn, ở trong là chữ thụ. Thụ là nhận. Đó. Đây là chữ văn giản thể là nghe ngóng. Tâm văn là tin tức. Đây là chữ giản thể của chữ văn là tên đất. Đây là chữ văn, ở trên là chữ vũ là mưa, ở dưới là chữ văn. Như vậy nó có nghĩa là đám mây. Một cái đám mây có hình, người ta gọi nó là văn. Không phải là chữ văn của họ. Tóm lại, chữ văn mà trong cái tên Trần Văn Minh á, là phải là chữ văn này. Nó là cái nét đẹp, cái nét vẽ. Do đó dùng cách này chúng ta mới có thể xác định được nghĩa của cái tên một cách chính xác. Đây là chữ văn trong tên là Trần Văn Minh. Bạn phải nắm được cái tên của mình. Bởi vì chúng ta có hiện tượng trùng âm dị nghĩa. Một cái chữ hình vẽ có một cái âm. Một cái âm thì nó có thể có rất rất nhiều chữ cùng đọc âm đó. Do đó ta phải xác định được cái chữ để tìm ra được cái tên chính xác của mình. Bây giờ chúng ta tra tiếp chữ Minh. Ta nhấn vào chữ Minh thì nó báo là nó tra được 19 kết quả. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là sẽ có 19 cái chữ viết hình vẽ khác nhau, nghĩa khác nhau mà cùng đọc là Minh. Do đó nếu hỏi tên bạn là Minh, vậy thì Minh là Minh nào? Minh là Minh nào? Bạn có thể thấy những cái chữ rất khác nhau mà cùng âm đọc. Từ điển này tra ra 19 kết quả. Chúng ta có thể khảo sát sơ qua. Ta thấy đây là chữ Minh. Đó. Cái bộ mịch, đây là bộ mịch, ở đây là cách viết bộ mịch, rồi ở dưới chữ nhật, ở dưới chữ lục, ba chữ ghép lại thành ra chữ Minh. Nghĩa của nó là gì? Là mù mịt, là ngu dốt. Thường chúng ta tưởng minh là sáng, là thông minh, nhưng thật ra nếu chữ minh là chữ minh này, bộ mịch, chữ nhật và ở dưới chữ lục, thì chữ minh này nó có nghĩa là ngu dốt, mờ mịt, tăm tối. Nghĩa của nó đây, ta không có nhiều thì giờ, bạn có thể vào từ điển này để xem nghĩa. Đây cũng là chữ Minh. Chữ Minh. Nhưng mà có thêm bộ nữ. Người ta lấy bộ nữ làm nghĩa gốc chính của nó. Vậy thì chữ Minh này nó có nghĩa là gì? Nó cũng là chữ Minh. Nhưng mà nghĩa của nó là cái vẻ tự phụ, là ỷ mình. Không phải, chữ Minh này không phải là tên rồi, bây giờ nó là vẻ tự phụ ỷ mình. Tiếp tục. Đây là chữ Minh. Một bên là chữ Nhật, một bên là chữ Nguyệt. Người ta lấy chữ Nhật làm bộ cho chữ này, tức là sáng mặt trời. Chữ Minh này là sáng. Dễ hiểu lắm, ban ngày nhờ mặt trời, ban đêm nhờ mặt trăng, thành ra lúc nào cũng sáng.
Chữ Minh này thì cũng chỉ đời nhà Minh ở bên Trung Quốc. Như vậy là có thể tên chúng ta lấy chữ Minh là chữ Minh này, Nhật ghép với Việt. Còn muốn hiểu kỹ hơn nữa thì chúng ta có thể tra từ điển, bởi vì nó có rất rất nhiều nghĩa. Đó, bạn thấy nó có đánh số 18 nghĩa. Trong từ điển Kiều Chủ thì như thế này. Trong từ điển Trần Văn Chánh thì nó có những giải thích như thế này. Trong từ điển Nguyễn Quốc Hùng thì sẽ giải thích như thế này. Còn đây cũng là chữ Minh. Chữ Minh này lấy bộ Nhật làm gốc. Kế bên viết chữ Minh là u tối. Nghĩa của nó cũng là tối tăm. Đây là cách viết. Và dĩ nhiên chúng ta có thể tìm hiểu nghĩa của nó qua các cái từ điển, như là từ điển phổ thông, từ điển trích dẫn, từ điển Thiều Chủ. Giải thích là tối tăm, một âm là minh, là đêm tối. Từ điển Trần Văn Chánh, từ điển Nguyễn Quốc Hùng. Đây cũng là chữ Minh. Cái bộ là lấy chữ Nguyệt. Nghĩa của nó là một lối viết của chữ Minh này. Như vậy, ngày nay chúng ta viết chữ Minh này. Ngày xưa, chữ Minh còn có thể viết ở dạng như thế này. Đây cũng là chữ Minh. Bộ Thủy đặt kế bên chữ Danh. Chữ này, cái bộ chính là lấy bộ Thủy. Nghĩa của nó là gì? Là sông Minh ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc. Bạn thấy không? Bộ Thủy đặt kế bên chữ Danh mà đọc là Minh. Và nghĩa của nó là một cái con sông ở Hà Bắc của Trung Quốc. Đó. Chính vì vậy mà chúng ta phải xác định chữ Minh của mình là Minh nào. Bởi vì nó có rất nhiều chữ Minh. Nghĩa khác nhau, chữ khác nhau. Đây cũng là chữ Minh, bộ Thủy kết bên chữ Minh. Lấy bộ Thủy làm chính. Minh này lại có nghĩa là gì? Là biển. Lại có nghĩa là mưa nhỏ. Đó là vấn đề đồng âm dị nghĩa hay là đồng âm khác nghĩa. Chữ này cũng là chữ Minh. Ở trên là chữ Nhật, chữ Nguyệt. Ở dưới là chữ Mẫn, là cái chén. Mẫn. Chữ Mẫn là cái chén. Vậy thì chữ Minh này có nghĩa là gì? Có nghĩa là uống máu thề. Quỳ dưới trăng sao, uống chén rượu thề. Nó có nghĩa là liên minh. Tức là trong chữ đồng minh. Đây là cách viết của chữ Minh. Muốn hiểu rõ thì ta sẽ đọc từ điển. Từ điển Trích Dẫn. Từ điển Thiều Chủ. Từ điển Trần Văn Chánh. Và từ điển Nguyễn Quốc Hùng. Đây là chữ Minh. Không phải ghép với chữ Nhật, mà người ta ghép với chữ Mục. Mục là mắt. Vậy thì ghép chữ mắt với chữ Nguyệt cũng đọc là Minh. Nhưng mà nó có nghĩa là, không phải nghĩa là sáng, mà nghĩa là nhìn cho kỹ. Bởi vì liên quan đến mục, tức là mắt, thì phải nói đến chuyện nhìn ngắm. Tương tự, ở đây cũng dùng bộ mục, mục là mắt, để mà ghép với chữ Minh là tối tăm, thì nó lại có nghĩa là nhắm mắt. À, nhắm mắt thì là tối tăm rồi, không thấy gì được rồi. Thành ra ghép chữ Mục với chữ Minh cũng trở thành Minh. Và đây là cách viết. Người ta viết bộ Mục, sau đó là bộ Mịch, rồi sau đó là bộ Nhật, sau đó là Đầu, rồi Bát. Đầu với Bát là Lục. Tra khảo từ điển Trích Dẫn, từ điển Thiều Chủ, từ điển Trần Văn Chánh, từ điển Nguyễn Quốc Hùng. Đây cũng là chữ Minh, nhưng mà lấy bộ Thảo làm nghĩa, ở dưới là chữ Danh. Nó có nghĩa là non chè.
mần chè hay là chè hay là trà, một cái loại trà. Cách viết trà thì nó là loại thực vật, người ta lấy bột thảo ghép với chữ danh mà cũng đọc là minh. Đây cũng là chữ minh, bột thảo ghép với chữ minh. Chữ minh ở dưới có nghĩa là tối tăm, ghép với chữ thảo thì nó trong cái chữ minh giáp là một cái loại thực vật. Tới chữ này cũng là chữ minh. Chữ minh á, tối tăm ghép với chữ trùng. Chữ trùng là cái bộ chính, nó có nghĩa là một thứ sâu ở trong, có ở trong thân của cây lúa. Bởi vì nó có bộ trùng, mặc dù âm là minh nhưng mà nó chỉ con sâu trong những thân lúa. Bộ từ điển đây cũng là chữ minh. Một bên là chữ minh tối tăm ghép với chữ mục, ở trên chữ nhân là kiến. Kiến là thấy, ở đây người ta lấy bộ kiến làm chính. Vậy thì chữ minh này nó có nghĩa là gì? Là nhìn trộm, nhìn lén. Đó, không có nghĩa là sáng sủa đâu, mà có nghĩa là nhìn trộm, nhìn lén. Nếu chúng ta không biết chữ, chỉ biết âm, thì chúng ta không thể nào hiểu được cái âm đó, nó có những cái nghĩa rất là phức tạp. Đây là chữ minh, lấy bộ ấp làm nghĩa, ghép với chữ minh tối tăm thì nó là tên đất ở thời Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Sơn Tây. Còn đây cũng là chữ minh ghép bởi bộ kim kế bên chữ danh, đọc là minh. Đây là bộ kim, kim là kim loại, phàm cái gì là kim loại thì sẽ dùng bộ kim để chỉ nghĩa. Đây là cách viết. Chữ minh này đó là bài minh, là ghi nhớ, tức là người ta khắc chữ vào bia để răn mình hoặc là ghi chép công đức. Đó, chữ minh này là người ta khắc cái chữ vào chuông đồng, do đó có bộ kim để nhắc nhủ mình. Đó. Đây là chữ minh viết thảo giản thể. Đây là chữ minh ghép bởi chữ khẩu kế bên chữ điểu. Điểu là con chim, khẩu là cái miệng, nghĩa của chữ này là nằm trong chữ điểu. Nó là gì? Nó là hót, là gái. Chim thì hót, gà thì gái. Thành ra người ta ghép chữ khẩu với chữ điểu để chỉ một giống gà hay chim, và nó hót hay là nó gái. Chúng ta có Lâm Phụng Hòa Minh á, đó là chữ minh này. Tóm lại, thường thì người ta lấy chữ minh này để là đặt tên. Đặt tên. Đây. Chữ minh này là người ta chọn để đặt tên. Nhưng ở Đài Loan có một cái nhà bán dẫn rất nổi tiếng, đó là cửa Thoại Miệng, tức là Quách Đài Minh, thì lại là chữ minh bộ kim ghép với chữ danh, tức là chữ khắc trên đồng để tự nhắc nhủ mình. Đó là tôi trình bày tóm tắt về cái cách truy tìm nghĩa cho các cái tên của mình. Đây là một đề tài rất lớn, rất rộng. Nó cho biết cái sự hạn chế của dạng chữ quốc ngữ. Dạng chữ quốc ngữ chỉ là âm, mà một âm thì nó có rất nhiều nghĩa. Nếu chúng ta dùng dạng chữ Hán, chữ Nôm, thì một chữ quốc ngữ, ứng với một chữ quốc ngữ, chúng ta có thể ứng với mấy chục chữ dạng hình vẽ. Khi rảnh rỗi, tôi sẽ còn tiếp tục
nói về chương trình này. Chào, hẹn gặp lại.